Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin dây thòng lọng nguy hơn xe ứ động ở biên giới. Hơn 5.000 chiếc xe chở tải chở hàng hóa hoa quả còn ứ động trên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trong mấy tháng qua đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la. Nhưng thiệt hại ấy chưa thấm vào đâu so với việc nếu như Hà Nội lại theo chiêu dụ của ông Tập xây dựng cộng đồng chung vận mệnh với Bắc Kinh để bảo vệ chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Đó là nhận định của tác giả Trần Cẩm Tú với bài viết dây thòng lọng nguy hơn xe ứ động ở biên giới, được đăng tải trên đài tiếng nói EFA về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc sau sự kiện 5.000 xe nông sản của Việt Nam nằm chờ trực ở biên giới Trung Quốc không được giao hàng. Tại Anh, tại Ả, tại cả đôi bên. Chính sách ngoại giao kinh tế, cây gậy và củ cà rốt của Trung Quốc, cũng như các biện pháp Trung Quốc phong tỏa Việt Nam, dù mới chỉ trên biên giới đất liền, chủ yếu là để làm dằn mặt Việt Nam. Lý do dằn mặt có thể nhiều. Về kinh tế, Trung Quốc muốn chấm dứt các trao đổi tiểu ngạch. Đây là hình ảnh hơn 5.000 chiếc xe tải nông sản từ Việt Nam bị ùn ứ suốt hàng tháng trời trên biên giới Trung Quốc đến nay vẫn chưa hết. Và hậu quả, rất nhiều xe đã phải đổ bỏ hàng hóa. Việc kiểm soát đường biên nhằm chống buôn lậu, nhập cư và gần đây là ngăn chặn COVID-19 lây lan, còn khiến Trung Quốc từ chối từ cuối năm 2018 cho xây hàng trăm km rào cao kiên cố ngăn lối trên bộ với Việt Nam ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh. Trên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay đang còn có hơn 5.000 xe container chở hàng Việt Nam bị chặn lại. Hàng vạn tài xế vật vã cả tháng trời. Ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát Quản lý về Hải quan cho biết nguyên nhân chính là do Trung Quốc tiếp tục chính sách Zero Covid, tức là không có Covid. Tuổi Trẻ Online cũng đưa tin như vậy. Theo đó, một số cửa khẩu như Tân Thanh và Hữu Nghị, phía Trung Quốc yêu cầu xe hàng Việt Nam phải có lái xe chuyên trách, tức là phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, xét nghiệm Covid-19. Bằng phương pháp PCR định kỳ 3 ngày mỗi lần. Lái xe không được xuống xe khi sang Trung Quốc và phải đi về trong ngày, niêm phong cabin xe. Do đó, lượng thông hàng qua chỉ đáp ứng được từ 20 đến 25% so với bình thường, theo báo Quân đội Nhân dân Việt Nam chia sẻ. Tham tán thương mại Hồ Tỏa Cẩm của Trung Quốc giải thích COVID-19 là nguyên nhân chính, nhưng ông cũng giục Việt Nam cần đẩy nhanh đàm phán nghị định thư hiện đang bị đình trệ về xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Hàm ý của ông tham tán là các cuộc đàm phán bị đình trệ một phần do phía Việt Nam. Cũng theo tờ Vietnamnet, đã có 50 cuộc đàm phán ở các cấp với phía Trung Quốc, song tình hình vẫn chưa được cải thiện là bao. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bên phải điện đàm với ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào hôm 16 tháng 4. Thứ trưởng Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết nguyên nhân khách quan của tình trạng ùn ứ trên là do thủ tục giao nhận thực hiện chặt chẽ hơn. Lái xe Việt Nam không được vào nội địa Trung Quốc, quy trình kiểm dịch cũng phức tạp hơn. Về chủ quan, Thứ trưởng Khánh chỉ rõ những điểm yếu cố hữu của sản xuất và xuất khẩu nông sản của Việt Nam thời gian vừa qua. Đó là sản xuất nông nghiệp không theo tín hiệu, nhu cầu thị trường xuất khẩu chủ yếu theo hình thức trao đổi cư dân, tức là tiểu ngạch, không xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Chuyện này đã xưa nay như vậy. Và điều kỳ lạ là mặc dù các bộ địa phương ở biên giới liên tục có các khuyến cáo về tình hình ùn tắc tại các khu vực cửa khẩu, nhưng các thương nhân vẫn tiếp tục đưa hàng lên cửa khẩu, dẫn đến tình trạng ùn tắc ngày càng nghiêm trọng hơn. Điều kỳ lạ hơn, tờ báo Tuổi Trẻ trích lời ông Hồ Tỏa Cẩm, tham tán thương mại Trung Quốc tại Việt Nam, trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 12 nói rằng ông không thể báo trước dịp nghỉ Tết tới các cảng của Trung Quốc sẽ nghỉ 15 hay 60 ngày. Thông tin trên khiến tình hình ách tắc hàng hóa từ Việt Nam sang có vẻ còn thêm u ám khi bước sang năm mới 2022. Đài báo của Trung Quốc không nói gì nhiều về chuyện hàng hóa của Việt Nam bị ách tắc ở biên giới phía Việt Nam, nhưng truyền thông Trung Quốc lại đưa tin vui về việc thông tuyến tàu liên vận mới. Tân Hoa Xã cho biết vào ngày 9 tháng 12, chuyến tàu liên vận đường bộ và đường sắt Trung Quốc và Việt Nam lần đầu tiên xuất phát từ thành phố Tây Ninh, tỉnh
Thanh Hải, Trung Quốc chở 1.200 tấn sản phẩm hóa chất của công ty hóa chất Trung Quốc xuất sang Việt Nam bằng đường sắt Quảng Tây, sau đó chuyển đường bộ qua cửa khẩu Hữu Nghị vào Việt Nam. Đây là hình ảnh tàu liên vận đường bộ và đường sắt Trung Quốc-Việt Nam. Hóa ra chỉ tắt một chiều từ Việt Nam sang Trung Quốc, phía ngược lại vẫn trống rỗng cờ mở. Và đòn chính trị buộc Việt Nam vào cỗ xe Trung Quốc đang dần hiện rõ. Việt Nam vừa ăn mừng thắng lợi đối ngoại sau một năm hoạt động năng nổ. Các mũi tiến công ngoại giao và các nói trong nước đã có sự phát triển vượt bậc về cả cường độ, chiều rộng lẫn chiều sâu. Riêng với Trung Quốc, mọi chuyện dường như vẫn bao phủ một bức màn bí ẩn. Giới phân tích đã sớm ngửi thấy mùi khét trong bàng rào. Nhưng sợi dây thòng lọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc treo trên đầu Đảng Cộng sản Việt Nam chính là mấy dòng oan nghiệt khi Tân Hoa Xã dẫn lại tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trung Quốc cho rằng hai đảng, hai nước tăng cường hợp tác để thực hiện hai mục tiêu 100 năm thành lập đảng và thành lập nước. Theo đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng có những nỗ lực tích cực với Việt Nam để xây dựng hai nước thành một cộng đồng chung vận mệnh, mang ý nghĩa chiến lược. Trung Quốc khoe không chỉ đã ký kết kế hoạch hành động cộng đồng chung vận mệnh mà còn khởi động phương án để thực hiện kế hoạch ấy với Lào. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Bonhart Provit. Đề nghị cũng được ông Tập tái khẳng định trong cuộc đàm phán với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào hôm 24 tháng 5 năm 2021. Tuy nhiên, những giá trị truyền thống bao lâu nay được những người Cộng sản Việt Nam thuần phục Trung Quốc tụng niệm, giờ đây hầu như không còn mấy tác dụng. Nào là Việt Nam Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông, nào là hai nước chung một biển Đông, mối tình hiếu nghị sáng như rạng đông, vân vân. Kể cả phương châm 16 chữ vàng và tinh thần bốn tốt, viễn vông cũng không mấy khi được nhắc lại tại các văn kiện chính thức. Thử hình dung nếu giờ này Đảng Cộng sản Việt Nam phát động một chiến dịch trong cả đảng viên lẫn quần chúng về việc hai đảng, hai nước xây dựng nhận thức về tư tưởng. Theo đó, hãy vượt qua mọi trở ngại trên thực tế, đặc biệt là phải xử lý ổn thỏa các vấn đề trên biển, tức là công nhận tất cả các đảo chìm đảo nổi trên Biển Đông là thuộc về chủ quyền Trung Quốc từ xưa, và nâng cấp quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện lên thành cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-Việt Nam. Một cuộc vận động đầy tính hoang tưởng như vậy, cứ cho là sẽ có cả rùi cui còng số 8 lẫn nhà tù đi kèm, chắc chắn không giành được bất cứ một sự hưởng ứng nào dù nhỏ nhất từ người dân Việt Nam. Trừ một số ít đảng viên và những kẻ hoạt đầu, cộng cán mà tiền của ngầm và quyền lực ngầm của họ gắn chặt với Trung Nam Hải. Chẳng một người Việt Nam nào chịu bập vào cái gọi là cộng đồng chung vận mệnh nói trên cả. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Điều thú vị mà vẫn lạ lẫm, tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt-Trung trong chính sách đối ngoại mỗi nước, cũng như đánh giá cao những thành tựu kết quả đạt được trong quan hệ giữa hai đảng, hai nước thời gian gần đây. Tuy nhiên, Chủ tịch Phúc đã không đề cập gì đến cái chiêu dụ của ông Tập Cận Bình. Cũng theo Tân Hoa Xã, khi được ông Tập gửi lời hỏi thăm, ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc 100 tuổi với các thành tựu xóa đói, giảm nghèo. Nhưng đến như ông Trọng mà còn khẳng định Việt Nam theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tăng cường hợp tác với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực vân vân, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến việc Việt Nam có chui vào dây thòng lọng nói trên hay không. Phải chăng đây là một trong những cục xương khó nuốt nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay? Trong các chuyến thăm nước trước đây, Đảng Cộng sản Việt Nam từng dè chừng với sáng kiến Vành đai và Con đường và cũng không tỏ ra mấy mặn mà, thậm chí là khá thận trọng đối với dự án kết nối giữa Trung Quốc với ASEAN. Này lại thêm các khúc xương khác như cuộc thương lượng mang tính chất áp đặt về COC vào năm 2022 và nghiêm dụ năm bao lâu nay đối với cái gọi là xây đắp vận mệnh chung Trung Quốc-Việt Nam để bảo vệ chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Thì dường như Việt Nam càng thận trọng hơn với Trung Quốc. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin scandal Việt Á và trận chiến dưới gầm bàn. Rửa sao cho hết vết nhơ cuối đời của Nguyễn Phú Trọng.
Vụ công ty Việt Á bị công an khui ra gần đây đã gây xôn xao dư luận, sự phẫn nộ và bức xúc đến cực điểm vì suốt 2 năm qua, người dân đã phải sống khốn khổ đối phó với dịch bệnh. Thế mà có kẻ còn lợi dụng báo chí quyền lực để kiếm tiền trên bệnh nhân, trên nỗi sợ hãi và trên sức khỏe, sinh mạng của người dân. Blogger, người buôn gió tên là Bùi Thị Hiếu, có bài bình luận trên trang Facebook cá nhân với tựa đề "Rửa sao hết vết nhơ cuối đời của Nguyễn Phú Trọng". Ông chia sẻ như sau. Những vụ đại án mà ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo xử những năm qua chỉ làm người dân hả dạ chút ít vì những đồng tiền ở sai phạm do quyết định đầu tư, cổ phần hóa, không đấu thầu với nhân dân vẫn là những đồng tiền xa vời. Nói trắng ra là nó không đi liền với khúc ruột của họ. Đây là hình ảnh với chủ trương xét nghiệm toàn dân và xét nghiệm thần tốc nhân danh chống dịch. Báo Việt Nam đưa tin một người đàn ông ở Cà Mau bị cưỡng chế vì không chịu xét nghiệm, ảnh bên trái. Còn ảnh bên phải là ở Bình Dương, một phụ nữ bị phá cửa khiêng đi để cưỡng chế xét nghiệm. Nhưng bỏ tiền lương ra nửa triệu đồng để thét đúng như là bỏ khúc ruột, bỏ máu của mình ra. Làm sao mà không tức giận, làm sao mà không căm phẫn bọn vô lại kiếm tiền một cách độc ác như thế. Hàng vạn cảnh sát, quân đội, hàng chục nghìn y tá, bác sĩ miệt mài trắng đêm chống dịch, nhiều người trực phòng dịch bao nhiêu ngày không được về nhà, không được nghỉ ngơi. Tất cả đều mong muốn dịch qua mau để cuộc sống trở lại bình thường. Thế mà có những kẻ kiếm tiền trên mong ước ấy một cách bài bản đến lạnh lùng. Vì nhân đạo quốc tế, người ta công bố công khai phương pháp và công thức làm xét nghiệm. Những kẻ cơ hội ở Việt Nam bàn kế hoạch, chúng dịch tài liệu ra và tự nhận chúng phát minh ra, còn được thế giới chú ý xin công thức, đặt hàng, hỏi mua, được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận. Không những chúng lấy 20 tỷ đồng tiền dịch, chúng còn kiếm trác danh tiếng để tính chuyện sản xuất trục lợi. Và thâm hiểm hơn là chúng còn đề xuất cho vị Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước đầy uy tín Nguyễn Phú Trọng ký tặng huân chương lao động. Tuổi cao, nhiều việc, mọi sự phó thác cho trợ lý, cho cấp dưới. Nguyễn Phú Trọng đã phạm một sai lầm lớn, đã tạo điều kiện lớn, làm bình phong cho bọn gian manh trục lợi khi ký tặng huân chương lao động cho Việt Á. Lú thật, nhưng người dân ta vẫn đặt tên. Đến đây thì nhiều người sẽ giật mình nếu ngẫm lại rằng nếu hôm nay ông ký thưởng sai cho người ta trục lợi, thì trước kia liệu ông có ký sai để xử phạt người khác hay không? Những đại án của ông chỉ đạo xử liệu có vụ nào không đúng hay không? Và những kẻ vì lợi ích mà đề xuất ông khen thưởng Việt Á thì chúng cũng có thể vì lợi ích mà đề xuất ông thanh trừng những người đụng đến lợi ích của chúng. Đây là hình ảnh báo Pháp Luật đặt vấn đề làm sao có thể thu hồi huân chương lao động hạng 3 của công ty Việt Á do chính tay Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quyết định ban tặng. Chính những huân chương này đã tiếp tay cho Việt Á phân phối 10 triệu bộ kit xét nghiệm ra 62 tỉnh thành trong cả nước. Và biết bao nhiêu mạng người cũng vì thế phải chết. Một màn trình diễn đầy ma quái như thế, trận như trận Kitikata, nếu như trong chiến lược Kitikata bóng đường truyền như nào trước khi đến bàn thắng, thì vụ Việt Á này cũng y hệt như thế. Bóng được đan lát, truyền qua nhiều cầu thủ, từ báo chí đến quân y, đến bộ khoa học công nghệ, rồi đến Chủ tịch nước, Tổ chức Y tế Thế giới và cuối cùng là các CDC địa phương hoàn tất việc ghi bản. Phải ở tầm cỡ chức quyền to lắm, phải có những bộ óc nhà nghề trong việc tổ chức sân sau mới làm được đến như thế. Lừa được cả ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, lừa được cả toàn dân. Không ai nghĩ ông Trọng vì tiền mà ký tặng huân chương, nhưng chắc hẳn ông phải tin tưởng những kẻ đề xuất lắm. Giữa ông với chúng có nhiều quan hệ mật thiết lắm, ông mới đặt bút ký như vậy. Hẳn những kẻ đạo diễn và đề xuất ấy nắm chắc một điều rằng thời gian ngồi trên ngôi cao của ông không còn nhiều. Chúng lợi dụng sự tin tưởng của ông để hốt cú chót từ ảnh hưởng của ông. Mai khi ông về, ông chịu tai tiếng cả, còn chúng lại tìm cơ hội khác. Chúng thật dã man với ông. Ông đã xây dựng uy tín của mình lên chót vót, vậy mà chúng đang tâm vấy bẩn ông để kiếm tiền. Đây là hình ảnh biếm họa của La Thanh Hiền về chủ trương xét nghiệm toàn dân của chính phủ với dòng chữ lỗ mũi chính là nguồn tài nguyên vô tận của nước ta. Và không phải bỗng nhiên mà nhiều lần nói đến Nguyễn Phú Trọng, tôi thường ví ông như Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công có Tôi Hiền như Quản Trọng,
báo thúc nhà, nhưng cũng có những gian thần phản chủ như bọn thụ điều dịch nhà. Đáng tiếc là cuối đời Tề Hoàn Công lại có cái kết nhục nhã, thảm hại như bọn dịch nhà, thụ điều tạo ra. Kẻ đề xuất cho ông Trọng ký thưởng Việt Á là ai? Câu hỏi cũng được đặt ra. Ai giữ 80% cổ phần trong công ty Việt Á? Và những kẻ trọng yếu mà Nguyễn Công Khế nhắc đến là ai? Chỉ cần ông Trọng đứng ra lệnh cho Bộ Công an làm rõ những kẻ này, công bố với báo chí danh tính của chúng cho người dân biết, thì dư luận sẽ tin và thương ông một cách kính trọng, như một người cha già có những lúc lầm lẫn, nhưng sẽ vì lợi ích của gia đình mà nhận sai lầm và sửa chữa triệt để. Nếu không làm thế, vết nhơ của ông dính đến vụ ăn cả xương máu nhân dân không bao giờ phai nhạt được. Ông đốt được Đinh La Thăng vì Thăng phạm tội chỉ đạo sai, gây thiệt hại cho nhà nước, nhưng không ai tìm được động cơ sai phạm do trục lợi cá nhân của Thăng. Và lẽ nào ông không đốt được kẻ hại uy tín của ông, kẻ cố tình phạm tội để trục lợi cá nhân, hại dân, hại nước, kẻ đó đáng chết hơn Đinh La Thăng đến vạn lần. Chỉ là đồng đảng với chúng, hay chỉ là con cờ của chúng, hay chỉ là một hôn quân bạo chúa như trụ vương, ông mới không dám chỉ đạo, vạch ra kẻ đề xuất, kẻ giữ 80% cổ phần Việt Á và những kẻ trọng yếu tiếp tay cho Việt Á như những người đã được tiết lộ. Và phải chăng thời của ông đã hết nên ông không tự rửa được vết nhơ của mình? Blogger Bùi Thanh Hiếu đã nêu nhận định của mình như thế. Đây là hình ảnh huân chương lao động hạng 3 của công ty Việt Á do chính tay Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quyết định ban tặng. Những thông tin diễn biến mới nhất liên quan scandal Việt Á chính là chuỗi bằng chứng khẳng định chống tham nhũng tại Việt Nam chỉ là các trận đấu giữa băng này với nhóm kia trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền. Scandal Việt Á chứng minh thêm rằng còn đảng thì chắc chắn còn tham nhũng, thậm chí tham nhũng ngày càng táo tợn và theo thời gian hậu quả đối với quốc gia, dân tộc cùng lúc càng trầm trọng hơn. Đó là nhận định của tác giả Trần Văn có bài viết Scandal Việt Á và trận chiến dưới gầm bàn đã được đăng trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông chia sẻ, năm ngoái ông Chu Ngọc Anh, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thông đồng với Phan Quốc Việt là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á để chọn liên danh Học viện Quân y và Công ty Việt Á thực hiện một trong bốn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia. Đó là nghiên cứu và chế tạo bộ xét nghiệm vaccine COVID-19 Margin Việt Nam đầu tiên, mở đường cho hàng loạt vấn nạn nghiêm trọng như đã biết ở trên. Chắc chắn ông bộ trưởng này phải chịu trách nhiệm liên đới khi Bộ Khoa học và Công nghệ đã chọn nhầm đối tượng và còn bịa đặt rằng bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận cho sử dụng, thậm chí có thể xuất cảng hỗ trợ các quốc gia khác ngăn ngừa đại dịch. Tương tự, tuy chưa có bằng chứng, ông Nguyễn Thanh Long là Bộ trưởng Bộ Y tế thông đồng với Phan Quốc Việt hỗ trợ công ty Việt Á bán các bộ xét nghiệm COVID-19, nhưng ông Nguyễn Thanh Long không thể thoái thác trách nhiệm liên đới khi Bộ Y tế là nơi đưa ra giá tham khảo vốn cao hơn rất nhiều so với giá trị thực của các bộ xét nghiệm COVID-19 do công ty Việt Á sản xuất. Nhờ vậy, Phan Quốc Việt dễ dàng mời gọi lãnh đạo Trung tâm Phòng ngừa Bệnh tật CDC các địa phương, các cơ sở y tế xuống vào mua hàng ở công ty Việt Á để nhận những khoản tiền lại quả cực lớn. Ông Long cũng không thể thoái thác trách nhiệm liên đới đối với thần tốc xét nghiệm diện rộng. Giờ đã rõ ràng là chủ trương vừa sai lầm, vừa lãng phí, vừa mở đường cho tham nhũng. Đây là hình ảnh các trang của báo của Đảng đồng loạt nổ bom về vụ xét nghiệm rầm. Tuyên giáo nói bộ kit xét nghiệm đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm của Vương quốc Anh. Còn đài truyền hình Việt Nam thì nói rằng nhiều nước đặt mua kit test của Việt Nam sản xuất. Tờ báo Thanh Niên thì nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm, vân vân. Tất cả đều là dối trá và tiếp tay cho Việt Á bung hàng xét nghiệm dở ra bán khắp nơi tại Việt Nam. Và về logic thì các tình tiết và hậu quả như đã biết, và lẽ ra ông Thủ tướng Việt Nam, nhân vật đứng đầu nội các, đã phải tạm đình chỉ công tác của ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long để phục vụ hoạt động điều tra. Nhưng ông Phạm Minh Chính chưa làm như thế và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ làm như thế hoặc muốn làm như thế, và vì sao lại như vậy. Thứ nhất, có lẽ vì ông Chính cũng là nhân vật liên đới về trách nhiệm khi đưa ra chủ trương, đốc thúc, thậm chí có rất nhiều bằng chứng cho thấy ông Chính trực tiếp gây sức ép để lãnh đạo các địa phương
lãnh đạo các CDC, các cơ sở y tế hối hả mua các bộ xét nghiệm COVID-19 nhằm thực thi thần tốc xét nghiệm trên diện rộng cho đúng với ý chí chủ quan của ông Thủ tướng. Chưa kể nếu xem xét truy cứu trách nhiệm một cách sòng phẳng, ông Chính còn phải tạm đình chỉ công tác một số thành viên khác trong nội các, ví dụ như lãnh đạo Bộ Nội vụ vì dính líu đến việc lập hồ sơ trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á để công ty này sử dụng như một bảo vật đối với bộ xét nghiệm COVID-19 mà họ sản xuất. Ngặt là khi xem xét truy cứu trách nhiệm những cá nhân đứng đầu cho đúng với bài mà Đảng và ông đang dùng để quảng bá và xây dựng về hình ảnh chỉnh đốn, ông Chính cũng không vô can cả trong vai trò của Thủ tướng, tức là trưởng ban phòng chống đại dịch COVID-19, lẫn vai trò Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Thứ hai, giả sử ông Phạm Minh Chính muốn chứng tỏ ông ta vừa minh vừa chính, ông ta cũng không thể đơn phương hành xử như một thủ tướng. Giống như nhiều scandal khác, hệ thống bảo vệ luật pháp của Việt Nam chỉ đột vào nhà Phan Quốc Việt và thuộc cấp của anh ta, những người vì miếng cơm manh áo phải làm theo lệnh của ông chủ. Giờ, sau khi bị tống giam, ý thức rất rõ thân phận bọt bèo của mình trong trò chơi nhân danh công lý, nên được cả cơ quan điều tra và công an lẫn đài truyền hình VTV khen ngợi là đã tỏ ra phối hợp và khai báo thành khẩn, chứ không dám biện bạch vô lối như những cá nhân khác có liên đới với trách nhiệm ở Bộ Khoa học Công nghệ hay Bộ Y tế. Và người dân Việt Nam cứ thế đã bị Đảng và Nhà nước tìm mọi cách khai thác trên thân xác của mình.